lên chợ Vạn Phúc này, mưa gió hoa nó thơm lắm. Này chỉ 2 triệu rồi, hai chiếc giá 2 triệu có chậu rồi, độ 25 phân. Thông này nhiều tiền không? Rẻ, 100. 100 lần. Đấy, hàng sinh viên. Rẻ đẹp. Đây, hàng dưới 1 triệu đây đúng không? Dưới này là dưới 1 triệu. Anh em mới chơi và đấy, chút ra đây nhặt luôn. Ba này có mê quá. Đi đầu kia chưa? Nó lượn qua một tí. Nó vừa nãy nó mưa có ít cây. Còn cây cũ. Còn đấy đấy đấy. Cái tô đó. Dùng một ít cho. 25 đồng cây kia thì chắc còn để đấy lâu. Đó, nó bị bắt mắt này. Cái cây nó cái cây xanh 25 ấy nó bị bắt mắt, nó lừa người có tiền và mới chơi, không phải lừa mà ý là lừa mắt đã hiểu. Cái cây đẹp cái xấu thì tùy người bình phẩm. Một vườn này đây, mấy cây hàng chợ thìn thì đấy nhỉ. Ủa, mai lá to, mai lá lớn, mai lá đều hoa hết. Đâu hôm nay mang cái nào đi bác? À đây à, đi cho ông à? Kia chở cái sung đi đâu? Mưa này các cụ ngồi thu lù ở trong quán nước hết. Có cây nào mới không? Tùng La Hán mini. Tùng này nhiều tiền không? Dành bao tiền này? Đang hỏi dành này. Dành. Gà bán hàng thì vậy. Mưa gió này cứ để khách không này. Dành đấy, nhiều hoa chưa? Mỗi nhánh một cái hoa này. Dành. Cái dành dành 1 triệu. Hai. Mỗi nhánh ra đầy hoa này. Mỗi nhánh một cái hoa. Bây giờ chưa thấy chậu, nhưng nếu mà thấy chậu thì phải thấy. Đấy, có nhiều hoa này. Mỗi nhánh một cái hoa luôn. Cái này cái này. 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 Cái cái gì đó rồi đấy, 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 cái gì đó rồi đấy. Gọi đây nó đi. Nó gọi kia.
rõ dần dần số con này. Thế còn con này bao tiền chứ? Con trong khối này dạ ba này quay bây giờ xuống cái này. Vặn từ trên, vặn từ trên xuống dưới ấy nhỉ. Vâng, như lò xo ấy nhỉ. Bẻ tùng này, gọi chuyên gia bẻ tùng. Đấy, thân ở đây. Ngọn này, ngọn này vặn xuống làm một cái lò xo nó ở đây. chỉ cần sợ nhỏ thôi, cái này nó chuyển to bằng cái này mất mẹ 5 năm, 5 năm mới bằng cái này. Cứ thế để chơi rồi, cứ thế là chơi luôn. Mịt gà mịt đâu năm là gần coi như gần mịt chơi rồi, sẵn chơi thôi, gần chết rồi, gần thôi, đúng rồi, nếu cứ biết từ sắc mịt không nên nghe hàng người cháu là già xong rồi các cụ lại thấy chán dạ. Bảo là hoàn thiện rồi thì lại thấy buồn. Chờ tí em vui. Đấy, cái cây này siêu đẹp. Siêu đẹp thì thắng. Và mấy tiền đấy chú? 3 500. Dạ, không được. Mình già không rẻ. Không có cáng ra ai cả. Mình già vài lời. Ui dồi ôi. Là cho là coi như mang về thôi. Bây giờ anh chuyển sang tầm kéo tiếp. Đây đủ rồi. Đây đủ rồi. Đây đủ rồi. Đúng rồi, cái định vị cái cây xuống 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 chậu ấy. Đúng rồi. Thế thì lấy dây mít 6 này chơi là được. Chuyển hơi cả. Tổng mít 3. Mít 6 là to. Em muốn cây bé mà, cây bé tí mà. Còn cây bé tí này. Cây bé tí mà. Còn cây bé tí này mà chơi cả cái này. Cây này, cái dây này là to rồi. Cái này lý 3. Đây có gì à. Vẫn còn 4 được. Các loại gì dây nhôm bọc bọc đồng, nhôm bọc đồng. Này của bác gì đây? Không đâu rồi. Là 7, 160 cái dây này nó đắt hơn dây khác. Dây này. Này có hơn đâu rồi, biết ra tiền. Các ông ấy mưa chạy hết đi đâu rồi? Chả thấy báo giá cây được. Cẩy đi, 150 là nhân viên 7 đấy, 7 lạng, coi như anh 250 rồi. Sao không mang đây à? Chỉ bán cái này thôi. À đây chỉ khoảng mang một cây đi thôi không? Mỗi phiên mang cây. Thế đại ca cho xin cái số cái được không? Lưu luôn vào đây cái. Hả?
cho em cái số gọi lúc nào vào. 035 99 39 257 Tuấn đúng nhỉ? Em bác sĩ. Nhà lắm chậu đẹp lắm đúng không? Phải chậu quá. Chậu thì không có nhiều chậu đẹp đâu. Nhưng cây đẹp thì có. Thấy ông bái không mà nhiều chậu đẹp. Bái đi. Ở nhà vừa rồi có một đôi chậu cổ ấy không? Ui giời, gặp suốt ngày đây mà cứ đuối. Đấy chú bác. Có thể ghi số 097 cái nhiều bác mới chơi nó hay bị, tức là nó khó phân biệt nhiều người. Ví dụ như thấy nghệ nhân người ta chơi cây nhỏ nhỏ thích quá cũng chọn những cây nhỏ nhỏ để chơi, cũng thấy chân vệ nhiều dễ nhưng chơi thực đẹp, thực tế là nó không phải như vậy, rất khó. Không biết là ông Hưng bán cái này bao nhiêu, chắc tầm mấy củ. Ông đang ở đâu rồi? Chợ buổi sớm đang có mưa, vẫn có người đi đấy, vẫn có người đi. Tích mà nhưng mà chưa tốt được. Rồi, sang khu vực đại viên.